Video này chào một bạn đã cọc tiền bên mình con này. Thì bạn cũng không yêu cầu mình làm video cho bạn coi đâu. Nhưng mà mình thấy cái con này nó cũng có cái điều thú vị. Và mình đã làm cò ga mỏ vịt đâu vô đó hết. Là mình sẽ lên một video cho bạn nghe tiếng máy của nó. Đây nhá. Quên công tắc. Mano. Có máy đỉnh cao của chất lượng. Bạn này mua con này, bạn này mua bên mình nhiều lắm rồi nha. Chứ không phải như mấy bạn kêu ở khách như này như kia. Bạn này mua bên mình rất là nhiều rồi, không phải một con. Đấy. Thì mình làm một video cho vui thôi, chẳng có gì. Tổ bây giờ mới thấy thiếu ốc. Thiếu ốc đây. Chắc mình bắt nốt luôn. Quay video mới thấy nó thiếu ốc. Rồi ok, cảm ơn bạn mua máy bên mình. Rồi nhiệm vụ tối nay mình sẽ đóng thùng cho bạn nha. Rồi xong nha. Xin đây qua S35. Rồi.